Kính thưa các vị khách quý, thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh. Tại kỳ họp này, tôi xin được nhấn mạnh một số nội dung để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và quyết định. Thứ nhất, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và kết luận của tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 để bàn quyết định mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 theo hướng phấn đấu các chỉ tiêu đạt cao hơn so với năm 2017, tạo nền tảng để phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020. Thứ hai, bám sát thực tiễn, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có hiệu quả 7 nghị quyết rất quan trọng, có tính chiến lược, là nền tảng về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5 và 6 khóa 12 thông qua, tổ chức đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Thứ ba, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, rà soát tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch sản phẩm chủ yếu, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khuyến khích dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, quan tâm hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống của người dân. Thứ tư, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của sản xuất công nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với các lợi thế về phát triển nguồn nhiên liệu nông lâm thủy sản có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng và tỷ trọng giá trị nội địa cao. Thứ năm, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là vùng khó khăn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đẩy mạnh tiến độ trường chuẩn quốc gia, thực hiện nghiêm túc các quy định về các khoản thu chi trong trường học tại các địa phương, tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh. Thứ sáu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là vùng biên giới, vùng đặc thù, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Thứ bảy, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Sau khi thông qua, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện đề án nghiêm túc, đạt kết quả cao nhất. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chúc quý vị đại biểu, toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và chuẩn bị cho năm mới, dành nhiều thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn.